Rồi, xin chào quý vị và các bạn trở lại với trên là Hùng Xe Hơi. Và như mình đã nói, và cũng là một cái chuyên mục mà mình nghĩ là sẽ nhiều anh chị em khách hàng đón chờ. Mình sẽ gọi cái chuyên mục này gọi là xe hot giảm sâu. Thông thường thì những cái xe này sẽ có mức giá dao động sâu hơn so với thời điểm thị trường bán rất là nhiều. Thông thường là những xe sản tồn. Cụ thể ở đây gần nhất sẽ là Toyota Fortuner. Hiện tại thì Toyota Fortuner trong ngày hôm nay thì cũng đã công bố cái mức giá mới dành cho các phiên bản mới của năm 2020. Thì đi kèm với đó thì Toyota Việt Nam cũng sẽ xả hàng một cái mức giá rất là hợp lý và khuyến mại nhiều cho khách hàng có nhu cầu quan tâm đến cái xe 7 chỗ gầm cao của Toyota này. Cụ thể thì cái mẫu Toyota Fortuner phiên bản cao cấp nhất, máy dầu 2 cầu, có mức giá là 1.354.000.000 đồng thì sẽ được khuyến mại dao động vào khoảng từ 180 đến 200 triệu đồng, có thể thương lượng kèm theo với đại lý. Tuy nhiên thì những cái mẫu xe này sẽ có số lượng hạn chế, và cụ thể thì phiên bản cao cấp nhất này thì chúng ta sẽ có 6 chiếc xe với 3 màu. Nó có 2 màu bạc, 2 chiếc xe màu bạc, 3 chiếc xe màu nâu và 1 chiếc xe màu nâu cà phê. Thì hiện nay cái mức giá là 1.354.000.000 thì chúng ta giảm 200 thì chúng ta còn là 1.154.000.000 chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Thì thật ra cái giá này nó chỉ bằng với cái giá của một cái dòng SUV 7 chỗ 1 cầu như Everest này, hay là Fortuner 1 cầu máy dầu hay máy xăng mới ra mắt này, đúng không ạ? Ngoài cái mẫu phiên bản cao nhất thì Toyota Việt Nam còn đang giảm hơn 100 triệu đồng cho mẫu Fortuner số sàn 1 cầu phiên bản thấp nhất. Vậy thì cụ thể giá bán, chương trình khuyến mại, hay quý khách hàng có nhu cầu cần tư vấn cập nhật giá bán tại thời điểm mà mình đang tham khảo, có thể liên hệ trực tiếp qua hotline là đính kèm trên video. Thì mình sẽ làm rất là nhiều video về xe hot giảm sâu trong thời gian tới khi mà mình nắm được thông tin. Rất mong quý khách hàng subscribe cũng như nhấn chuông thông báo, chúng ta nhận được cái video mới nhất. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.